Hello, xin chào mọi người, mình là Han đây. Thì chủ đề video của ngày hôm nay là như đã hứa với mọi người thì mình sẽ làm một cái video tổng hợp là hết tất cả các đội hình mà trong meta UR và meta của cuối cơ DK để cho mấy anh em có một cái nhìn gọi là tổng quát nhất trong meta UR thì mình sẽ chơi như thế nào, chọn một cái đội hình phù hợp. Và mục đích của video này mình làm ra để cho mấy anh em hiểu rõ được cái con game này nó sẽ phát triển trong tương lai như thế nào và định hướng mọi người sẽ chọn một cái nền văn minh, gọi là một cái lối chơi, một cái đội hình cụ thể để cho mọi người phát triển tốt hơn. Khi mà mình làm cái video này thì mình có chia sẻ đôi lời trước khi vào chủ đề. Thì mình làm cái video này là gần một năm. Thì sự là từ lúc mà ra con Tatsumaki UR ở đầu tiên bên server chung thì mình áp ủ mình làm cái video này rồi. Trong quá trình làm video nó nhiều biến cố xảy ra mà mình không thể nào mình làm được. Tới kể ngày hôm nay là khi mà xảy ra một cái câu chuyện buồn là mình bị ăn hai gậy bản quyền của kênh YouTube. Thì nó lộn hai gậy vi phạm cộng đồng của kênh YouTube. Thì tương lai thì cái kênh này sẽ đi vào đâu thì chưa biết, nhưng mà mình vẫn cố gắng mình làm xong cái nội dung này để hỗ trợ cho mấy anh em chơi trong con game Wonder Man Strongest này một cách tốt hơn. Rồi, ok, đi vào chủ đề chính của video thôi. Thì về việc đầu tiên là mình sẽ lưu ý một số vấn đề. Thì cái nội dung trên đây thì mình sẽ làm là dựa trên cái hiểu biết cá nhân, và nếu bạn nào không thích thì nói chung là các bạn có thể bỏ qua. Cái thứ hai nữa là nội dung sẽ tham khảo là bạn coi là bạn để bạn biết đội hình này có phù hợp với bạn hay không, chứ không hề đưa ra một cái tiêu chuẩn là bạn ép bạn phải chơi cái đội hình này như thế này như thế kia. Rồi cái thứ ba nữa là trong quá trình xây dựng nội dung thì có thể nhiều cái biến số xảy ra là do nhà phát hành, cho nên là sẽ có cái đội hình này nó mạnh, sẽ có đội hình này yếu, đó là việc phụ thuộc vào nhà phát hành sẽ ra mắt tướng như thế nào. Cái thứ tư nữa là mỗi người sẽ có một cách chơi, là không áp dụng chung một đội hình là sức mạnh, là nó sẽ tạo nên sự khác biệt do cái lối chơi của mỗi người vận hành cái app của các bạn. Rồi cái thứ năm nữa là cái nội dung video này thì mình sẽ hướng dẫn từ 50-70% và để tránh can thiệp vào cái sự sáng tạo và cái lối tư duy của cộng đồng, cho nên là trong video này mình nói rõ ràng ngay từ đầu là mình chỉ hướng dẫn cũng cỡ từ 50-70%, thường là 50% thôi, là đội hình cơ bản để cho mọi người vận hành tốt nhất trong meta, và những đội hình đặc biệt là mình không ghi trong đây, hoặc là mình không để trong đây tại vì nó áp dụng cho một số trường hợp cụ thể, và đối với người chơi đại đa số thì không thể nào áp dụng cái trường hợp đó được. Rồi ok, mình đi tiếp theo thôi. Cái đầu tiên là đội hình, đầu tiên là đội hình 1. Mình ở đây mình để đội hình 1 nha. Và khi mà mấy anh em tư vấn, mấy anh em hỏi thì mấy anh em sẽ chụp bức ảnh đội hình lên thì mình sẽ coi đội hình. Đầu tiên là về đội hình 1 thì tiêu điểm ở đây sẽ là co mực. Thì điểm đầu tiên là sẽ có co mực MK, Buri và Điên Bóng và Flashy Flash và Tatsumaki. Thì điểm mạnh của đội hình này là gần như đội hình bạn đang chơi. Cái form này là cái form chuẩn meta cho mọi người sử dụng. Thì đội hình này là gần như là chơi từ bên Silver Trung qua tới bên Silver C và tiếp theo ở Silver Việt Nam. Nha, đội hình này là điểm mạnh là chuẩn meta tất cả các Silver. Cái thứ hai nữa là chống sốc đam từ hai nguồn, chủ động và bị động, là từ cái bị động của con Điên Bóng và bị động của Buri. Ngồi ra còn có Điên Bóng nữa. Cái thứ ba nữa là hiệu ứng khống chế nè, boost nè, rồi debuff nè, rất nhiều là khống chế từ Buri nè, MK nè, rồi hiệu ứng trường lực để khắc chế hồi sinh từ con Tatsumaki nè, rồi hiệu ứng giảm đam từ bị động của mực và phản đòn chuyên dụng của Điên Bóng. Cái thứ hai nữa là về điểm yếu của cái đội hình này là không có khả năng đột phá khiên mực, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là không có hồi sinh, và thứ ba là không có miệng chón, và cái thứ tư nữa là dễ bị quét trắng đội hình nếu như mà bạn đi sâu, và cái thứ năm là cần lượng trang bị ở một thứ sáu là nó sẽ bị gò bó đội hình, tại vì có mực là nó sẽ là yêu cầu hai tâm linh và hai gác đấu, bạn rất khó nhét slot đội hình tâm linh, đặc biệt là mấy anh em server mới. Và yêu cầu thứ bảy cũng là yêu cầu khó khăn nhất khi mà vận hành đội hình này, tại vì nó là một đội hình rất mạnh, cho nên để vận hành được cái đội hình mạnh là cốt đội hình các bạn phải mạnh, thì nó sẽ yêu cầu rất rất nhiều con ở Weapon 2. Cho nên khi mà ở đội hình 1 này và một số đội hình phía sau mình không ghi ở trong đây là phải yêu cầu ở Weapon mấy, chỉ mọi người coi, mọi người tham khảo là cái đội hình này nó sẽ vận hành gồm những con này, và để đi chi tiết vô mọi người phải tìm hiểu, mọi người phải bỏ thời gian, mọi người đầu tư, không chỉ mọi người xem mình không mà mọi người phải tìm hiểu trên website, mấy cái web, nói chung là những cái trang web nào mà nó có cái thông tin về tướng để mọi người tìm hiểu và mọi người nói gọi là nâng cao cái việc mà đội hình của mình lên. Rồi ok. Về đội hình thứ hai là vẫn là y chang như vậy, nhưng mà thay bằng con Buri, bằng con tăng tớp. Thì cái việc thay bằng con Buri, bằng con tăng tớp thì bạn sẽ có điểm mạnh gì? Thì đầu tiên là nó sẽ có đột phá kèm hai nguồn phản đam. Cái thứ hai nữa là cái khi mà mọi người chơi con tăng tớp này á, mặc
trong cái việc mà khi mà không có điểm yếu hồi sinh, cái việc mà bạn chết đi á, thì con tăng tốp đi, cái con tăng tốp này á, nó sẽ để lại là hai con đệ, thì hai con đệ đó sẽ tiến hành truy kích và nó phá vỡ cái lớp siêu bất khúc rất là ok đó, cho nên là con tăng tốp này nó sẽ lợi khi mà đối đầu với cơ mực hoặc là cái khả năng mà đột phá tinh thông của nó rất là tốt. Nhưng mà điểm yếu của đội hình này thì nó không có biến số trong thi đấu, thì bạn chỉ phụ thuộc vào khống chế của con MK. Thì mình đã nói rồi, con Buri là nó là một trong những biến số lớn nhất khi mà sử dụng nó trong VB. Rồi ok, còn lại thì vẫn y chang cái điểm yếu, nó giống y chang như cái đội hình trước. Rồi tiếp theo là đội hình thứ ba, là đội hình cái bạn sử dụng Phượng trong cơ mật. Nhưng mà đội hình sử dụng Phượng này thì cái điểm mạnh của nó là hồi sinh, cô lập nè, boost non rít và chống sốc đam từ hai nguồn. Tại vì bản thân con Phượng nó cũng đã boost giảm sát thương cho team rất là nhiều. Cái điểm yếu của đội hình này á, là có khả năng không có khả năng đột phá khiên mật giống như trước. Nhưng mà con Phượng này khi mà bạn đối đầu với đội hình có Tatsumaki UR thì con Phượng này nó rất dễ bị khắc chế. Tại vì sao? Tại vì trong đội hình này bạn không có một con nào bơm máu ở vị trí hàng sau. Là ví dụ cho Phượng, hoặc là nếu như bạn chơi slot Buri ở đội hình này thì con Phượng với lại con Buri của bạn không có tạo hộ thể được. Cho nên là hai con này nó sẽ chết rất là nhanh và nó lệ thuộc vào cái hồi sinh của con Phượng rất là nhiều. Ngoài ra đội hình này sẽ không có miễn choáng và miễn choáng kháng axit và chống cùng chi kích, cho nên là đội hình này là khi mà đi BB rất dễ bị counter và dễ bị bắt bài. Rồi ok, đội hình thứ tư là đội hình thay Phượng bằng năm đầu. Thì khi mà thay Phượng bằng năm đầu thì sẽ có nhiều lợi thế hơn. Đầu tiên là có hồi sinh nè, có kháng chón nè, có boost đột phá nè, có biến số BBB cực kỳ cao. Cái điều biến số BBB này mình đã có giải thích trong nhiều video trước rồi. Cái thứ ba nữa khi là chống sốc đam từ nhiều nguồn. Cái thứ tư nữa là hiệu ứng khống chế debuff nè. Thì đội hình này gần như đầy đủ giống như Phượng. Điểm yếu của đội hình này là cũng y chang như con Phượng, là dễ bị khắc chế bởi Tatsumaki. Cái thứ hai nữa, con năm đầu này nó khác với con Phượng là gì? Tại sao mình ghi ở đây là may mắn là một yếu tố rất quan trọng. Tại vì khi mà bạn đi BK với con năm đầu này thì con năm đầu này cái biến số của nó phải chờ khi mà đồng đội của bạn gục xuống, đúng không? Thì con năm đầu này nó phải là ở trong trạng thái của khiên mực và nó còn đứng trên sân đấu và nó đủ năng lượng nha, nó phải đủ năng lượng để nó hành động, nó hồi sinh. Tại vì nó chỉ có 3 lần cơ hội để nó xài kỹ năng, nhưng nếu như mà nó không có cơ hội để nó xài kỹ năng thì nó gần như là out team. Tại vì cái việc BK con năm đầu này, cái xác suất mà để bạn ngóc dậy bạn hồi sinh á, là khả năng từ hai trường hợp. Một là trường lực Tatsumaki rút không đủ máu để kết thúc con năm đầu. Cái thứ hai nữa là con năm đầu này nó bị nó build trang bị kháng hiệu ứng lên thì nó né được cái trường lực của con Tatsumaki, thì nó mới khả năng, nói chung là nó mới có khả năng để nó hồi sinh. Rồi ok, lại này thiếu khả năng kháng axit và chồng kháng cùng chi kích giống như con Phượng. Rồi đội hình thứ năm là đội hình thứ năm vẫn là vận hành là con mực luôn, nhưng mà khác ở đây là gì? Mình sẽ đi ở đây sẽ là ba con gác đấu nha. Thì điểm mạnh của đội hình này là gần như là đột phá nè, chón nè, biến số đầy đủ hết. Thì ở đây mọi người hỏi là ừ anh ơi, đội hình này nó sẽ thiếu một cái là thiếu hồi máu và nó thiếu hồi sinh, tại sao anh kêu đội hình này là mạnh và nhiều người chơi áp dụng kể cả ở phía sau khi mà nói có đi cây? Tại vì đội hình này á là ba con gác đấu. Và khi con Buri này đi BK thì nó có thể ôm được những con nào hàng đầu. Việc bạn đặt con Buri này ở hàng sau thì trong BB mình nói là cái từ biến số trong BB nó sẽ rất cao. Nếu như con Buri này nó ôm trúng ngay con đen bóng hàng đầu thì khi mà con đen bóng nó bị mê hoặc, nó qua bên đây thì nó vẫn hồi máu được cho tăng tớp và kể cả cho Buri và Tatsumaki. Và trong đội hình này nhiều bạn hỏi mình là ừ anh ơi, không có MK nhồi máu cho team thì như thế nào? Không cần. Tại vì ở đây tăng tớp đã có hồi máu từ cái bị động hai con đệ nó chi kích thì nó sẽ hồi máu. Đen bóng thì nó tự xài siêu kỹ, nếu như bạn có siêu kỹ thì nó sẽ bơm cho mực với lại bơm cho flash. Tatsumaki thì tự bản thân nó hồi được. Thì cái việc biến số ở đây là con Buri nó sẽ ôm vào con nào, ôm vào đen bóng hay là ôm vào MK hay là ôm vào Phượng. Và cái đội hình là một, và cái đội hình này nó sẽ rất dễ sử dụng cho cả hai co và bạn cho cả ba co luôn. Thì bạn sẽ phơm bài ở phía sau, mình sẽ nói sau. Rồi ok, đây là đội hình 5. Về phía đội hình 6 thì chúng ta sẽ thay ở đây là bỏ tốc luôn, gần như là bỏ tốc độ luôn, là lối chơi này anh Ranh là anh Du Cá Cha bên Silver Việt Nam của mình nó đã áp dụng nha. Thì đội hình này vừa đột phá luôn, vừa cái kiểu là vừa có đột phá nè, vừa có chón nè, vừa có khống chế nè, vừa có hồi sinh. Nhưng mà đội hình này bắt buộc cái đội hình của bạn phải khỏe, phải mạnh để chống chịu cái lượt sát thương trong giai đoạn đầu của cái địch khi mà đi trước. Rồi ok,
Là đội hình thứ bảy là đội hình CodyK, thì nó vẫn giống như đội hình cơ mật thôi, nhưng mà CodyK nó lợi thế là cái gì? Tại vì nếu như mà chơi CodyK thì bạn sẽ chơi được con Zombieman, đặc biệt mấy anh em chơi siêu mới, hoặc là mấy anh em nào không có flash flash thì mấy anh em sẽ sử dụng được Zombieman. Tại vì khi mà có máu DK thì Zombieman nó sẽ sống và nó boost năng lượng được, và nó boost tốc cho đồng minh được, không có như cơ mật nó quạt một cái là nó tự nằm dưới đất thôi, hoặc là nó bị dính trường lực của Tatsumaki thì nó bị ăn nó bị ăn hiệu ứng trường lực, nó chết từ đầu đến cuối. Và cái đội hình CodyK này nếu như mà đi trước bạn cực kỳ lợi thế, tại vì bạn ở đây bạn có hai cái đột phá super khúc là ở từ CodyK là nó cao tôi cao mực, và ngồi ra còn có đến từ con năm đầu nữa. Cái đây là tùy thuộc vào bạn sắp xếp đội hình. Và cái điểm yếu của đội hình này á, thì là nó bị gọi là nó không có lớp bảo hộ thứ ba, là cái lớp bảo hộ thứ ba thì mình có giải thích rồi, thì là ví dụ như cơ mực là bạn có vừa hộ thể bạn vừa có khiên mực, bạn chơi cơ bơm bạn vừa có khiên bơm bạn vừa có hộ thể bạn vừa có tinh thông nữa, thì con DK này nó không có lớp hộ thể thứ ba, thì cho nên là khi đi BK nó sẽ rất thiệt thòi so với những đội hình khác. Nhưng mà nếu như bạn vận hành đội hình này tốt thì bạn sẽ chơi đội hình con CodyK này chơi mạnh trong meta. Điều này đã có rất nhiều người chứng minh trong meta rồi, điển hình là khi mà BK trong chiến khu tuần vừa rồi ha. Rồi, ok, tiếp theo nữa là đội hình 8. Không thể nào nói đi, mặc dù là ở thời điểm hiện tại đã ra con Tatsumaki rồi, nhưng mà hiện tại cơ bơm vẫn chưa out và cơ bơm vẫn đang chơi rất tốt, tại vì cái khiên của bơm nó sẽ hấp thụ sát thương chuẩn rất là nhiều. Và ngồi ra nữa thì bơm này, cái bơm á, khi mà mọi người đọc cái khiên của con bơm á, về việc trường lực của Tatsumaki á, là nó có thể nổ cái xuyên khiên của con bơm, nhưng là nó sẽ có hấp thụ một phần sát thương rất nhiều như nãy mình có nói. Và cái chích này nha, cái chích này á thì này trong video này mình không tiện nói ra, là có một người, có hai người đang áp dụng, hình như là đang test thử cái lối chơi con bơm này ở trong chiến khu siêu Việt Nam và ở trong cụm binh dự. Nếu như mọi người đánh khéo, mọi người sẽ gặp người đó, là người đó sử dụng con năm đầu và cơ bơm nghe, sử dụng con năm đầu và cơ bơm. Thì khi mà con Tatsumaki nó trường lực á, nó bóp con năm đầu này, và con năm đầu khi mà nó gục xuống nó vẫn còn cái hiệu ứng khiên, và cái trường lực nó nổ không chết con năm đầu này, và ngoài ra người đó còn chơi thêm một con chích nữa để kháng được cái hiệu ứng của con Tatsumaki này, và giúp con năm đầu gần như hồi sinh vô hạn trong đội hình. Đội hình chỉ với là con năm đầu, con điên bóng, cao bơm và một con chích lõ nữa, thì giúp cho đội hình nó quýnh ở khu vinh dự rất là mạnh. Và không biết là ở tuần này thì người đó có sử dụng là vô trong chiến khu hay là không, hay là kiểu nào, nhưng mà ở hiện tại khi mà mình đối đầu với người đó mình quýnh thua toàn diện nha. Mặc dù mình có Tatsumaki nè, MK nè, Buri, Sonic được cái đó, Buri có Tatsu nè, MK nè, điên bóng nè, rồi Buri cái kiểu, nhưng quýnh cũng không lại, chỉ với ba con thôi, là con điên bóng với lại con năm đầu và một con chích lõ đó. Rất rất khó chịu nha, cực kỳ khó chịu với đội hình vận hình cơ bơm này. Và con này nó cũng là một cái nỗi ác mộng khi mà BK server mới ở phân khúc tầm trung, khi mà những bạn nào mà không có Tatsumaki thì gần như chơi cái đội hình thủ con điện bóng này không có cách nào mà có thể công được. Ok rồi, ok, đó là mình giải thích tường tận về cơ mực nè, cơ bơm nè, về cơ đi cây là những đội hình cơ bản. Rồi tiếp theo nữa thì về một số cái lưu ý, thì ở đây là con mực, là cơ mực này, cơ đi cây nè, cơ bơm, thì riêng đối với mực với lại bơm á, cần rất nhiều yếu tố về chất tướng nè, thức tỉnh nè, tại vì sao nó phải có bơm máu nè, rồi biến số BB là con Buri nó phải ôm mai để hồi máu hộ thể, tại vì bản thân con mực chứ con bơm là máu nó rất là mỏng trong giai đoạn đầu. Nếu như bạn đi sâu mà bên chỉ địch có những con đam sát thương chuẩn, ví dụ như là Flash nè, Tatsumaki nè, xương rồng nè, siêu kinh nè, thì bạn rất khó mà để mà chịu được cái lượng sát thương trong giai đoạn đầu. Rồi ok, về đối với CodyK thì mặc dù thiệt thòi về cái lối chơi ở thời điểm hiện tại, nhưng mà CodyK mình xin nhấn mạnh, nhưng CodyK là một cái con rất cơ bản, nó kích bốn hệ và nó dễ chơi, dễ áp dụng với đại đa số người dùng. Chỉ cần đặt vô là đội hình là nó mạnh, là nó lên được ở máu tối đa luôn. Ví dụ như hiện tại là cái hộ thể tối đa bạn có con điên bóng nó boost lên, và cái thứ gì đó nó càng cơ bản, nó càng dễ sử dụng thì nó càng hiệu quả thực tế. Rồi cái thứ ba nữa thì đa số ở cái lối chơi tiền UR á, thì sẽ xoay quanh ghét đó và tâm linh, cho nên là khi mọi người xây dựng đội hình, mọi người lưu ý về cái tính năng chiến thuật này, tinh thông của tướng. Rồi ok, đó là những cái lưu ý về ba co trong trong meta ở thời điểm hiện tại và 4 tháng sắp tới.
Thì tiếp theo nữa là đây là những số đội hình mình để đánh số là 9, 10, 11, 12, thì những đội hình mình đề xuất trong đây để mọi người áp dụng. Đầu tiên là Flash Boost xương rồng, rồi có điên bóng tăng tốp 5 đầu. Ở đây mình sẽ có hai ghét đấu và ba tâm linh và một vũ trang. Đội hình số 10 là sẽ có Flash Boost Tatsumaki. Đội hình này thì mọi người quen quá rồi, nhưng mà ở đây là dùng quân Seekin. Lý do vì sao dùng quân Seekin mọi người là tự tìm hiểu nghe, cái lối chơi này rất là hay. Đặc biệt là để đối phó những đội hình mà không có MK, bạn chơi đội hình này rất tốt và vận hành của 5 đầu này cực kỳ ngon. Rồi đội hình số 11 này thì đại trà quá quen ha. Đội hình số 12, đây đội hình số 12 thì mọi người đang sử dụng rất là nhiều là đội hình ôm thủ tới chết với con điên bóng cơ bơ. Rồi, tiếp theo nữa là bốn tướng sẽ kết thúc con DK, sẽ là con Tatsumaki, con Sonic là con G4 con Siriu. Thì nếu không có sự thay đổi của nhà phát hành thì bốn con tướng này sẽ là bốn con tướng kết thúc cái chiều đại của con DK. Rồi, đầu tiên là đội hình số 13 cuối meta UR. Thì khi mà ra đầy đủ bốn con tướng rồi thì mình sẽ có sự góp mặt vừa cạnh tranh giữa cơ mực và cơ DK. Thì hai cái con này tùy mọi người biến chuyển rồi nha. Thì ở đây mình sắp xếp đội hình trong đây thì chỉ có Siriu nè, Sonic nè, Tatsumaki và G4 là gần như là full hết tại cái tướng trong meta. Thì mình, cái đội hình nào mà để giữ meta thì nó sẽ là tướng meta và nó là chỉ là chủ đạo trong đội hình đó của tháng đó. Thì tiếp theo nữa thì là đầu tiên thì nó full tướng UR thì nó mạnh rồi, điểm mạnh nha. Thì xây co dễ nè, chỉ cần đổi co thôi, bạn muốn co nào thì bạn chỉ việc đổi co. Cái thứ tư nữa là chơi lâu dài ổn định, cái thứ năm nữa là khắc chế được nhiều tướng và các tướng nó có sự liên kết. Mà nói ví dụ như các tướng nó có sự liên kết là sao, ví dụ như bạn chơi co mực nó yêu cầu hai gác đấu hai tâm linh thì con mực với lại con Tatsumaki là tâm linh, gác đấu sẽ là con Siriu và là con đen bóng, và kích qua công nghệ thì bạn vẫn đủ vũ trang là con Sonic. Ok, điểm yếu đội hình này thì gần như là chung sẽ không có hồi sinh và nó thuần về công kích, và ngồi ra là bạn sẽ lấy bốn con tướng UR liên tiếp thì bạn không có thời gian miệng nâng, rất là đuối. Còn trong trường hợp mà bạn lấy Awaken 2 thì nó khỏe ghê rồi, tại vì lên Awaken 2 là gần như bạn lên được 5 sao vàng ở trong giai đoạn đầu rồi. Thì đối với siêu mới cái việc lên 5 sao vàng thôi là đã quá khỏe rồi. Ok ha. Rồi, đội hình số 14 là đội hình Dam DOT, một trong những đội hình mà mọi người sẽ chơi nhiều nhất. Đầu tiên là sẽ yêu cầu là Tatsumaki là UR thì khỏe nguồn sức thương chính nè, tốc độ rất quan trọng nè, tại vì việc mà đi bằng đam đi DOT thời xuyên rồng mày đã biết rồi, đi trước gần như bạn làm vua và trang bị phải ngọc phải chuẩn. Điểm mạnh là gần như nó là vô đối trong meta UR và giai đoạn đầu của meta UR. Cái thứ hai nữa thì nó sẽ là công thủ toàn diện và triệt tiêu lối chơi thủ nha. Rồi cái đội hình này nó sẽ triệt tiêu luôn cái lối chơi thủ và BVE. Cái đội hình này nó sẽ xây dựng nha, là cái form rất là chuẩn, nó sẽ khỏe cả BVE, ải quái nhân lẫn ải anh hùng, so với những đội hình khác là chỉ một bên anh hùng hoặc là một bên quái nhân thôi. Rồi ok, về còn điểm mạnh điểm yếu thì mình sẽ tư vấn riêng nha, cái này mình không can thiệp quá nhiều, tại vì đưa ra cái đội hình mà đưa luôn khắc chế thì không khác gì dưng cơm cho các bạn ăn hết, mấy bạn phải tự nghiên cứu tự tìm hiểu để khắc chế khi mà đối đầu với những cái đội hình này. Rồi ok, đội 15 là đội khô máu, là đội này đội áp dụng rất nhiều và gần như là một cái, nó gọi là một cái meta lỗi luôn nha, mình gọi là meta lỗi, đến nỗi nhà phát hành phải đưa nhiều quân bài để nép cái đội hình này tới mức nhưng mà nép không thể nào nép hết được. Ở tới thời điểm hiện tại bên siêu và chung phải dùng con năm đầu UR để cắm hồi sinh ấy, thì rất rất là mệt đối với cái đội hình này. Đội hình này gần như là sẽ rất là hot trong meta nha. Đầu tiên thì sẽ yêu cầu Tatsumaki và Siriu phải khỏe, một trong hai con nha, và tốc độ rất quan trọng và yêu cầu có phượng SR cộng. Cái lối chơi này là lối chơi hồi sinh tới chết và hồi sinh cho những con DPS chủ lực. Điểm mạnh đội hình này là đột biến lật kèo khỏe và trọng tâm ở con Siriu, thì con phượng này sẽ hồi sinh tập trung vào hồi sinh chính là ở Siriu và Tatsumaki thôi, và có hồi sinh nè, có boost năng lượng nè, và không bị yếu thế trong trường hợp bạn bị ao tóc nha, tại vì đội hình này đội hình quýnh nè, nó bạn đi trước cũng được mà bạn đi sau cũng được, nói chung là không còn quan trọng. Và lý do giải thích vì sao đội hình này không dùng Sonic mà bắt buộc phải dùng Zombieman thì mình đã có một cái video giải thích trong cái meta là con phượng với con Zombieman này rồi ha. Rồi ok, đội hình 16 là Siriu DPS chính. Thì ở trong đội hình này thì nó không có gì đặc biệt, thì đội hình này nó sẽ là đa dạng, tại vì Siriu DPS chính thì bạn chơi được tới 3 co. Thì khi mà chủ lực Siriu cực kỳ khỏe nha, và tốc độ rất quan trọng, và thể tính năng gác đấu nha, là phải ATK nha, và ngọc thế hệ mới. Tại vì gần khi mà tới con Siriu hình như là nó sẽ có bản cập nhật cho mấy anh em 3 viên ngọc thế hệ mới, là tăng khả năng truy kích rồi sát thương nội thương, là một viên gì nữa đó, thì mấy anh em phải đeo ngọc thế hệ mới cho con Siriu này để tối ưu hóa cái sát thương đầu ra. Thì điểm mạnh cái đội hình này thì gần như là sát thương đột biến của con Siriu nó cực kỳ khỏe rồi, có khống chế nè, có hồi sinh nè, rồi ra còn có con MK này nó kích nổ nội thương, và đặc biệt là chơi trong meta này có thể chơi được 3 co, đặc biệt là con bơm này nó có một cái co, nó có một cái chích để tương tác với con Siriu này rất tốt nếu như đội hình bị ao tóc và bị đi BK với người khác. Rồi ok ha, là đội hình số 16.
Tiếp theo nữa là những đội hình phụ ở đây thì đội hình số 17, 18, 19, 20 thì sẽ có là Siriu với lại Buri. So ở trên đây sẽ là đâm DOT, nhưng mà DOT dưới dạng axit và thiêu đốt, là sẽ có Xương Rồng với lại Sikin nếu như bạn không đối đầu với MK. Đội hình này Yukacha xài 2 năm nha mấy anh em. Rồi tiếp tục nữa là đội hình là hai hồi sinh với lại Siriu. Đội hình trên nữa là đội hình là Kacha với lại G4 nha. Rồi về lưu ý thì đầu tiên là Siriu với lại Tatsumaki, thì vai trò của Siriu với lại Tatsumaki thì nó là DPS chủ lực, cho nên là nó chơi được lâu dài, rất là lâu trong meta, tới bây giờ nó vẫn còn sử dụng. Và hai con này nó sẽ dễ thay đổi vị trí Seiko và nó thích ứng được trong nhiều phân khúc người chơi, tại vì cái hệ của con Tatsumaki với lại con Siriu nó rất là dễ chơi, là nó là hệ tâm linh với lại gác đấu, đặc biệt là con Tatsumaki tại vì nó là hệ tâm linh bên anh hùng. Tiếp tục là về vai trò hỗ trợ, thì vai trò hỗ trợ đối với một số quân tướng nhất định là ví dụ như Sonic nè, G4 nè, hoặc là những quân tướng tương lai UR sau này, thì cả hai đều PvE hỗ trợ siêu mới thôi, là không trong trường hợp mà không có Xương Rồng. Rất nhiều trong cái việc đi tháp với lại đi PvE mà cho mấy anh em trong cái tháng mà ra những quân tướng hỗ trợ đó. Cái thứ ba nữa là đối với PvP á, thì mấy con tướng này nó ảnh hưởng rất nhiều đối với server mới. Còn server cũ á, thì thiệt sự có hay không không quan trọng. Tại server cũ bây giờ mấy anh em đủ tướng nè, đủ lối chơi, có Zombie Man, có Vlad, thì mấy anh em có thể tùy chọn. Còn riêng server mới thì rất khó, tại vì về cái việc con Sunit thôi, server mới bây giờ nó đau đầu suy nghĩ là có nên lấy Sunit hay là không rồi. Thế này là mấy anh em tùy chọn nha, còn mấy anh em server mới thì rất khó nha. Tại vì mấy anh em server mới là phải bắt buộc phải chọn, còn mấy anh em server cũ thì mấy anh em có nhiều sự lựa chọn hơn. Rồi ok. Tiếp theo nữa là giai đoạn Corboros UR. Thì trong giai đoạn Corboros UR thì đầu tiên sẽ là đội 21 meta, đội số 21 là meta đầu UR, thì sẽ có ở đây là Siriu với lại Tatsu làm DPS chính. Chống chịu hàng đầu sẽ có Điên Bóng với lại Boros, và SB sẽ có Sonic với lại G4. Và đội hình này là đội hình Tugi meta nha, là đội hình này là Nobody này bên server chung nè, và tất cả người top ở bên server chung, kể cả chung đài, đều vận hành đội hình này trong giai đoạn đầu, mãi tới khi nào mà ra con chày thì con G4 này mới thay thế vị trí cho con chày, hoặc là nó thay thế bằng con Phượng. Con Phượng là tùy biến đội hình nha, tại vì không có server nào cũng có con Phượng. Nhiều bạn kêu ô anh ơi mày anh để gì sao được, anh con Phượng người ta để con Phượng mà không ơi em ơi, bây giờ con Phượng server mới lấy đâu ra con Phượng. Không, siêu mới lấy đâu ra năm đầu. Thì câu chuyện ở đây là mình phải để một cái đồ hình là meta trước cho kể cả siêu cũ và siêu mới. Còn những trường hợp đặc biệt thì tôi sẽ để trong ở video 4 cái đồ hình như mọi người coi. Rồi ok, tiếp theo nữa là 6UR sau co sẽ là chày, bơm, kinh, sam, gwin và năm đầu. Đầu tiên ha, chúng ta đến với là tháng của sau co Boros là tháng con chày. Thì tháng con chày này chúng ta sẽ có là đội hình là đầu tiên là meta, là sẽ là meta đội hình này cực kỳ khỏe nha, và gần như là chuẩn form luôn, ai cũng phải chơi như gì. Yêu cầu nha là Siriu sẽ nó sẽ là chủ lực dọn sàn. Tại sao không phải là chày? Tại vì chày tháng mới ra đó bạn bị build con chày nó yếu lắm. Con chày nó chỉ với vai trò là SB thôi nha, con chày nó chỉ với vai trò hỗ trợ thôi. Trang bị với nhọc chuẩn, Siriu vẫn là chủ lực chính nha. Điểm mạnh là công thủ tiền diện, triệt tiêu lối chơi thủ và khả năng chống chịu hàng đầu, và gia tăng sát thương được boost từ con chày nha. Ở trong tháng này là con chày nó chỉ được boost thôi nha, cái vai trò của con chày nó sẽ là boost cái chí mạng thôi. Và nếu như thường á, chỗ này nha là đúng chuẩn phơn, cái này mình phải để cho mọi người mắc công ý kiến thôi, nhưng nếu mà để chuẩn đồ hình này sẽ để con Phượng được boost tóc nha, để chuẩn con Phượng được boost tóc, nhưng mà để gì thì tối quá đam như chày mới công mọi người kêu mình anti nữa, nên mình để gì là chuẩn. Nhưng mà đúng chuẩn thì sẽ để Phượng ở dưới hoặc là Boros ở dưới. Để Phượng ở dưới thì con Phượng nó sẽ cô lập được một con, và trong thời gian đó thì để cho con Siriu này nó dọn sàn, nó đặt hiệu ứng, và con chày này nó đập nha, kiểu nào bạn cũng dư năng lượng để cho con chày nó đập nha. Rồi ok, đội hình số 23, 24, 25, 26 thì sẽ có là Buri với chày, đội hình ôm xung quanh chày. Đội hình sẽ có là đâm DOT với lại chày nha. Đội hình đâm DOT với chày, chày nó sẽ là boost cho mấy anh em tỷ lệ chiến mạng, để cho con Tatsumaki này nó tạt và ngồi ra nó còn chống chịu hàng đầu rất là tốt. Đội hình số 25 là đội hình cá cha với chày, để tối ưu hóa cái khả năng đập nhiều lần của con chày, follow up, gọi là follow up liên tục đó. Cái thứ đội hình số 26 là đội hình ôm hồi sinh xung quanh con chày. Mà cái đội hình này thực sự là không có hiệu quả. Tại vì sao? Tại vì con chày nó trâu lắm. Để mà con chày nó chết thì đội hình của bạn chết hết rồi. Sợ hai con hồi sinh này nó chết còn trước khi con chày. Cho nên là đội hình hai hồi sinh này thực sự nó hơi vô nghĩa. Nhưng mà vẫn có người sẽ áp dụng đội hình này chơi rất là nhiều. Ok ha. Tại vì đội hình này đội hình thủ, người chuyên về đội hình thủ. Tháng tiếp theo sẽ là tháng con bơm UR. Thì tháng con bơm UR thì đối với meta mọi người, ai mà chơi Siriu tháng này sẽ cực kỳ đau đầu, đặc biệt ở bên CVC trong thời điểm tháng này.
Thì đầu tiên yêu cầu là Siriu sẽ là chủ lực dọn sàn, có Phượng, có trang bị Ngọc chuẩn, và điểm mạnh là lối chơi này là công thủ toàn diện nha. Nếu như mình sắp xếp đội hình chuẩn như thế này và triệt tiêu toàn bộ lối chơi đậu là lối chơi thủ, sorry mấy anh em nói bị liệu lưỡi. Cái thứ ba nữa là cái lượng sát thương đột biến là gây ra gần như là cao nhất, em mình nói là cao nhất luôn, là trong giai đoạn meta UR tính tới thời điểm hiện tại. Meta sụp đổ mình chưa thấy nổ sát thương bằng meta bằng nội thương được, nội thương gần như là đam AoE kích nổ nội thương vô địch ở thời điểm hiện tại nha. Rồi cái đội hình tiếp theo nữa là đội hình là AoE kích nổ nội thương, thì nó sẽ yêu cầu là xác định là sát thương là đến từ bom và contact Sumaki, là trang bị của bom phải cực khỏe nha, tối ưu hóa sát thương đầu ra. Thì cái này lúc đó bạn phải chọn là build tấn công hay là tấn công chí mạng hay là tấn công sát thương chí mạng. Cái điểm mạnh của đội hình này là khắc chế được hai loại, là hai loại đội hình là đội hình thủ và đội hình hồi sinh, và có cái loại hiệu ứng sát thương gần như hỗ trợ nội thương kèm sát thương trường lực. Thì bạn BK cái việc mà con bơm mới đi trước nó đặt nội thương xong con tách Sumaki nó follow up lên nó phá vỡ nội thương rất là khó chịu, và nó đặt thêm hiệu ứng trường lực nó nổ thêm nữa, thì cái việc con bơm nó sẽ tổng hợp sát thương rất là ngon. Nhưng mà cái việc không có Siriu ở đây thì nó hơi tiếc. Thì nếu như chỗ này bạn mà đi chỗ này luôn á thì bỏ cả điên bóng ra luôn, đi Siriu sẽ như thế nào, đặc biệt là trong cái bạn nào skip con điên bóng thì chỗ này các bạn sẽ vận hành đội hình được nhiều hơn trong tương lai. Rồi ok, thì ở đây mình có để đội hình y chang form chuẩn như thế này nha. Là đầu tiên là sẽ có là Sonic nè, MK nè, Bơm. Thì đội hình này là có một cái ông YouTuber chơi về vận hành cái đội hình này, thì bạn có thể theo dõi nha. Đội hình này là có người chơi rồi. Đội hình số 30 này, cái này thì meta rồi mấy anh em. Đội hình số 31 thì đội hình này là có cá tra nha, du cá tra chơi đội hình này, ở cá tra bên server chung nha, chứ không phải cá tra bên server Việt Nam. Rồi ok, là tháng của King UR, một trong những tháng gần như là hot nhất của game này. Thì đầu tiên là đội hình meta, là gần như là meta khống chế cô lập tới chết nha. Là meta này chơi tốn thiệt, tôi biết cái meta này nó rất là chán luôn mà nó cực kỳ khó chịu. Là sẽ có yêu cầu là sẽ cho chày khỏe và kinh ở quách gần 2 tối ưu hóa sát thương và cái bơm lượng sát thương đầu ra của chày và bơm cái hộ thể cho team ở hàng trước nó tăng. Điểm mạnh là công thủ toàn diện, triệt tiêu lối chơi đội hình và tạo đột biến, là gần như là con khi nào mà ra tới con năm đầu rỡ thì cái đội hình này mới bỏ thôi, mới bỏ thôi mấy anh em. Còn tôi mấy anh em có chọn một cái form đội hình này mấy anh em chơi tới chết luôn. Chỉ nói chung là chỉ có thay con Sonic này bằng con Gwin thôi đấy. Rồi ok, đội 33 là đội khống chế nha, đội khống chế. Thì cái việc mà yêu cầu khống chế nha thì sẽ có chày khỏe nè, rồi có tốc độ quan trọng, tại vì bạn đi trước các bạn ôm trước rồi bạn khống chế con bằng con MK này nó sẽ rất quan trọng nha, nó bơm máu nè, nó trốn tới 4 con thay vì nó trốn chậm như con Buri. Điểm mạnh của đội hình này là đột biến đi BB tốt, rồi mức độ hồi máu nha. Cái đội hình này là có video BK mình đăng rất là nhiều nha. Rồi tiếp tục, đội số 34 là đội hình không tóc, thì yêu cầu là có chày khỏe với gọi là siêu khỏe luôn. Mình xin nhấn mạnh như mấy anh em nào đi không tóc, mình nói nhấn mạnh luôn, cái lối chơi không tóc là một cái lối chơi vô cùng gọi là vô cùng, nó chỉ thua kém đội hình của quân Sam thôi. Là bạn biết có một cái đội hình châu ơi là châu nha, bạn phải xây dựng cái đội hình cực khỏe. Thì yêu cầu là có chày siêu khỏe nè, trang bị tinh thông năm đầu nè, phải xây dựng gần như là chuẩn chỉ cái thời điểm mà con năm đầu nó còn vàng sao. Cái lối chơi này bạn coi một người làm YouTube ở bên server chung thì ông đó đã chơi con năm đầu này rồi và vận hành con năm đầu này cực kỳ hiệu quả và năm đầu cực kỳ mạnh. Gần như mình nói khi mà mình làm nội dung chiến khu bên server chung, cái acc đó lúc nào cũng vô top 8 chiến khu, còn có tuần còn vô tới chung kết nha. Và khi quýnh là họ quýnh cái acc của người đó quýnh kiểu underdog, là quýnh kiểu dưới á. Nghe quýnh cửa dưới á là cực kỳ quýnh cửa dưới luôn, có lúc thua tới 150 triệu được chiến, có lúc thua tới cả 100 triệu vẫn quýnh được, nhan vẫn quýnh thắng được. Thì cái việc mà mày build đội hình này là một cái đội hình rất khó chơi và mạnh, bạn một cái chuyên sâu nó tiết kiệm được rất nhiều thứ và cái acc nó có sâu nạp nhan, về coi cái lối acc nó lấy tướng rất là ít, cho nên là mọi người build cái đội hình này là một cái đội hình mà sẽ cần phải bạn tìm hiểu và bạn phải gọi là tinh thông con game này rất là nhiều, bạn mới xây dựng được cái đội hình này. Rồi ok, tiếp theo là đội hình số 35, 36, 37 và 38. Thì sẽ có là chày Sonic Tatsu rồi Buri, rồi Sonic Tatsu Buri trong DOT. Đội hình này là đội hình vua trong DOT chơi với mấy anh em, đội hình này là chuẩn form DOT. Đội hình số 37 là sẽ có là cô lập và khống chế, nhưng mà đội hình này thực sự rất yếu đam, đội hình này chỉ uống đo máu thôi mấy anh em. Đội hình này là một trong những đội hình đi quyết đấu cân bằng, ở thủ với bên đỏ thì sẽ tốt hơn, còn uống nó ngoài áp dụng á thì đội hình này cái đam lệ thuộc vào con cái đam lệ thuộc vào đam con Buri với lại con MK nhiều lắm, chủ yếu là con Buri này nó ôm ai, nếu như nó ôm con chày hoặc là nó ôm những con chủ lực như Siriu bên kia thì mới ra đam lượng. Nói chung là đội hình này uống được kiểu là biến số hoặc là uống thì kiểu câu giờ. Rồi ok, đội số 38
là sẽ có con Siriu, con Bơm, con King, con Phượng và đội hình hai co. Đâu đội hình có Kabarov và Sonic thì đội hình này là xét thương là đam kích nổ nội thương và follow up kích nổ nội thương liên tục. Thì nếu như bạn chơi đội hình này là bạn nổ kích nổ cái nội tại con Bơm nha tới được. Nếu như mà bạn build chuẩn nha thì bạn sẽ nổ được hình như là 3 đến 4 lần cái xét thương nội thương này của con Bơm này, rất là ngon nha. Nhưng mà để mà build được cái lối chơi này, hoài bạn ngồi bạn tính tóc cho con Bơm lại con Siriu với lại con King này, bạn tính tới chết luôn, chưa kể là bạn phải tính lượt nha. Tôi nói sơ về đội hình này nha, tại vì bạn không bút tóc cho Siriu với lại Bơm, Siriu với lại con Bơm UR, cho nên là khi mà bạn kéo tóc á, thì ở chỗ đây á, thì hàng này nó sẽ đi sau năng lượng, hàng này nó sẽ đi trước, thì bạn phải canh làm sao cho đủ năng lượng ở hàng sau, để hàng sau nó ít nhất là một mình con Siriu nó xài siêu thực kỹ để nó kích nổ nội thương, ok chưa? Rồi tiếp theo nữa là tháng của con Samurai UR. Thì tháng của con Samurai UR thì nó sẽ là có, nó cơ bản là nó không có đội hình nào chính mấy anh em, tại vì nó vô meta khó lắm. Cho nên thì ở đây là đội hình tùy chọn thôi, sẽ là 39, 40, 41 và 42. Thì nó sẽ có là Sam với lại Chày, Siriu, rồi đội hình là full meta nha. Tiếp theo nữa là không chơi đội hình này là sẽ đội hình không chơi bút tóc nha. Cái đội hình này có đăng video rồi, và cái đội hình này là cái ông mà ở cụm 700, anh em nào chơi cụm ở cụm từ cụm 500 tới cụm 700 server mới bên server chung thì mấy anh em sẽ thấy ông này xuất hiện là top đầu cụm luôn, top 1 của cụm luôn, áp dụng chơi cái đội hình này để quýnh như những người ngang phân khúc lực chiến, và nó rất là đuối mọi người ạ. Đội hình này đuối lắm, DPK nó bị bully ôm và bị biến số nhiều lắm, cho nên đội hình này thực sự nó không hiệu quả và không khuyến khích nha. Đội hình này chỉ có đi hành gà thôi nha. Rồi tiếp theo là đội hình là đam sụp đổ của con Sam, và vẫn là Chày, Phơm Chày với lại Phơm Bury. 41 thì vẫn y chang cơ bản vậy, 42 thì xoay quanh là Bơm với lại Sam, vừa hiệu ứng sụp đổ chuyên dụng và kích nội thương chuyên dụng. Rồi ok, tháng của Ewin UR thì trước khi mà tới tháng Ewin UR mình có chia sẻ cái này. Tháng của con Ewin UR là một trong những tháng biến động nhiều nhất ở bên server chung. Mình không biết bên server Việt Nam sẽ như thế nào nha, nhưng mà bên server chung con Ewin UR này là một trong những tháng biến động nhiều nhất về tính năng chiến thuật nè, về lối chơi nè, về đảo độ hình nè, về cách BB cái kiểu. Cho nên là tháng Ewin UR này khi mà về server Việt Nam mình chứ không biết nó sẽ như thế nào. Tại vì server Việt Nam sẽ nhanh hay là ổn định hay là có thay đổi nhiều hay là không, cái này phải chờ mới biết. Em cùng bên server chung thì nó loạn lắm. Tiếp theo nữa là đặc biệt là ở trong đây sẽ có đội hình 43 và đội hình 44, nó chuẩn phơm hai đội hình. Thì ở đây là những con cũ là sẽ là thay tóc, thay con Sonic bằng con Ewin, thì có sự xuất hiện với sự năm đầu ở hai đội hình. Thì ở đây là vẫn là phơm Chày với lại là phơm King UR, nhưng mà ở đây bạn sẽ chọn là đam. Nếu như bạn muốn chơi khắc chế hồi sinh thì bạn chơi Tatsumaki. Nếu như bạn muốn dọn sàn nhanh và đột phá tính năng tinh thông thì bạn dùng Siriu. Đội hình này không cần phải chứng minh, nó có video nhiều rồi nha. Rồi tiếp theo nữa là 45 và 46 thì sẽ là đội hình sụp đổ, chuyên về sụp đổ là sẽ có con Ewin và con Sam, và vẫn là đam chính Chày với lại King thôi mấy anh em, và chủ yếu là con hot là con năm đầu UR này. Đội hình 46 là đội hình hai tóc, đội hình này là cá cha đang vận hành nha. Đội hình hai tóc này rất hiệu quả nha. Đội hình mình ở thời điểm này khi mà chơi, bạn vừa chơi Sonic, bạn vừa chơi Ewin thì đội hình này cực kỳ hiệu quả nha, so với cái thời mà bạn xài con Sonic với lại con Zombie Man, tại vì nó sẽ dư năng lượng nha. Và ngồi ra nữa, khi mà tới giai đoạn này bạn chuyển qua đòn phủ đầu quái nhân rồi, và khi mà bạn chơi hai tóc này, hai con tóc này đi liên tục luôn, tại vì Sonic nó sẽ là tội phạm nè, con Boros này nó sẽ là quái nhân, năm đầu quái nhân Ewin nó cũng là quái nhân, thì bạn vận hành cái đội hình mà khi mà con Ewin nó chuyển ra meta, bạn đi đội hình hai tóc này rất là ok. Rồi đội hình số 47, 48, 49 và 50 thì đầu tiên trong đội hình này là đội hình số 47 thì nó thuần về full sát thương, không hồi sinh. Đội 48 thì nó sẽ có Bury hỗ trợ, nhưng mà tới lúc này thì thực sự con Bury thì ở trong giai đoạn này mình không biết tại sao con Bury nó out, nhưng mà do bên server cũ họ không có vận hành, mà server mới thì họ chơi khô máu. Cái này con Bury ở server Việt Nam nó vẫn là ẩn số nha, thì không biết là nó có chơi được hay không. Đội số 49 là vẫn là như vậy, nhưng mà đợt 49 này thì Boros nó sẽ là gây sát thương chính và follow up cho hai con này. Thì cái đội hình này bạn đã coi rồi, con Boros này là phải là DPS chính nha, không phải là con Sam đâu. Con Sam mà đặt hiệu ứng và đồ, tất cả cái đồ ATK phải dồn hết cho con Boros nha. Rồi đội hình số 50 sẽ là con Sam, G4 và Siriu và con King. Đội hình này thay G4 bằng năm đầu, tại vì để lấy giải hiệu ứng choáng, và con G4 này nó sẽ đặt đam DOT hỗ trợ đội hình gây sát thương. Rồi
Tiếp theo nữa là tháng năm đầu UR, thì cái tháng mà của con khi mà tháng Ewing ra thì năm đầu SR cộng mạnh quá, thì không biết cách nào để nép con năm đầu SR cộng. Nó là một cái lối chơi hồi sinh cực kỳ tiêu cực, cho nên là ở bên nhà phát hành bên Silver Chung thì họ đã quyết định là ra con năm đầu UR để triệt tiêu cái lối chơi hồi sinh và xóa bỏ con năm đầu SR cộng ra khỏi meta. Nhưng mà con năm đầu SR cộng tới thời điểm hiện tại vẫn chơi mà ở Silver Chung nha. Rồi, OK, đầu tiên là đội hình 51, đội hình meta là ba sụp đổ. Nhưng mà tôi này là tôi dễ nha mọi người, tôi là đội hình này là tôi dễ, nhưng tôi thừa nhận là tôi dễ nha. Chả ai chơi đội hình này hết mọi người à, không ai chơi đội hình này luôn. Hoặc là có cái mấy có vài ông làm bên Silver chung á, làm content á, tầm phân khúc 250 300 triệu lượt chiến thì có làm đội hình này, thì BK nó thực sự nó chưa có hiệu quả mọi người à. Cái này đội hình này có một buổi là tuần chiến khu tuần vừa rồi, nhưng mà có một người top vận hành đội hình này nhưng mà bị thua mất. Nó không có hiệu quả tại vì cái lượng sốc chấn thương của con năm đầu này nó do là ra tuần thứ hai thôi, trang bị nó chưa nhiều, phải chờ trong một thời gian sau á, thì mình coi thử cái lượng chấn thương của con năm đầu này nó tối ưu hóa như thế nào. Thì đội hình này ba sụp đổ quýnh trong quyết đấu cân bằng nha, đam chuyên về sụp đổ kích độ nội thương và yêu cầu con năm đầu của mấy anh em cực kỳ khỏe, tại vì cái sụp đổ nó sẽ nổ theo ATK của con năm đầu UR này. Và cái điểm mạnh này nó sẽ triệt tiêu khả năng hồi sinh nha, là con năm đầu này nó cấm hồi sinh luôn rồi nha. Cái thứ hai nữa, đánh càng lâu thì đội hình này càng khỏe và nó có giải choáng nè, rồi nó có miễn cô lập nè từ con năm đầu này. Nói chung là BK đội hình này sẽ rất là ngon, nhưng mà quan trọng là để mà áp dụng đội hình này nó gần cuối meta UR, là mấy anh em tới gần 1,5 năm nữa các bạn mới chơi được cái đội hình này. Rồi, OK. Đội hình số 52, 53 và 54 và 55 thì chúng ta sẽ có là Tatsumaki với lại năm đầu, cộng kèm với lại Sam, như được mình có để là cái thời meta con Tatsumaki với lại con Sam. Tiếp theo nữa là sẽ là Siriu, thay Siriu với lại Bơm, đội hình chuyên về sát thương kích nổ nội thương. Đội hình số 54 sẽ là MK, đội hình số 55 sẽ là con Buri Buri, cộng kèm với lại Boros là đam chính nha. Tại vì càng về sau khi mà chuyển qua meta quái nhân thì Boros gần như là chủ lực chính của đội hình nha. Rồi, OK, thì khi mà đã làm xong hết một cái chuỗi một số đội hình thì mình sẽ tổng hợp là tổng bao nhiêu là 55 đội hình. Thì mình sẽ đề xuất những cái đội hình mà được sử dụng nhiều. Cái này chỉ là đề xuất thôi nha, tham khảo. Thì đầu tiên là đội hình 5 DOT. Ở đây thì mình để Sonic thôi nha, mình không để Gwin, tại vì Sonic nó sẽ kéo dài một thời gian lâu hơn và Gwin nó nằm ở giai đoạn cuối meta của Kabarot. Rồi, đầu tiên là đội hình 5 DOT. Đội hình thứ hai sẽ là nội thương, là Siriu. Đội hình thứ ba sẽ là Chày Kinh nha, là ba đội hình sẽ được sử dụng gần như là chuẩn form từ đầu đến cuối cho tới hết khi meta, trừ khi bị muốn thay đổi vận hành thôi. Cái này là sẽ vận hành đi chiến khu, là đội hình này là một trong những đội hình mà vận hành chuẩn form từ đầu đến cuối luôn. Rồi bạn, tại vì đi một con, tại vì khi mà trong meta rồi thì bạn phải đi một con, bạn nâng tinh thông rất lâu, cho nên để bạn thay một con tướng khác vô bạn đổi nó rất là khó nha. Cho nên để vận hành đội hình này tốt thì bạn phải thực sự là chuẩn nha, build cực kỳ chuẩn nha, phải có một cái gọi là một cái tâm lý vững để mình xây dựng, mình đam mê một cái đội hình nào đó. Còn bạn nào OK, bạn chơi trải nghiệm tướng, bạn nâng full cơ bản nha, giờ từ tinh thông 6 tinh thông 7 thôi, các bạn siêu mới bạn chơi cơ bản thôi thì bạn đảo tướng liên tục để bạn chơi vận hành trong meta UR. Rồi, tiếp theo nữa là tướng hỗ trợ XP được sử dụng nhiều nhất trong meta sẽ là đầu tiên Điên Bóng, tiếp theo nữa là Buri, năm đầu Phượng và con MK và con cuối cùng là con King UR. Tiếp theo nữa là bộ đôi sử dụng chung cực kỳ mạnh trong meta sẽ có Chày với lại King là vô địch. Tiếp theo chỉ là Siriu với lại Bơm, là đội hình này phải vận hành là phải bạn có kiến thức mới vận hành được đội hình này nha, phải build đồ chuẩn mới vận hành được. Cái thứ ba nữa là đội hình Tatsumaki với lại G4. Rồi, OK. Tướng có thời gian chơi lâu nhất trong meta xếp ở vị trí thứ một là con Phượng, ở vị trí thứ hai là con Đen Bóng, ở vị trí thứ ba thì cái này mình chưa biết con nào, tại vị trí thứ ba nhiều con để mình xếp ở vị trí thứ ba lắm anh em. Vị trí thứ một, vị trí thứ hai thì dễ, vị trí thứ ba thì quá trời, mình không biết xếp con nào, cái này mấy anh em tùy chọn. Rồi, OK, tướng lỗi nhất meta mình xin gần trao cúp cho anh King UR, một trong những con tướng có thể thay thế co và nó làm ở con King này khi mà về Silver Việt Nam nha, nó sẽ khác với Silver chung, tại vì Silver Việt Nam khi lúc đó bạn sẽ thấy cơ bơm đấm nhau, bạn sẽ thấy cơ bơm đấm nhau giữa co Boros, hoặc là co mực đấm nhau với co Boros, hoặc co DK đấm nhau với co Boros là câu chuyện bình thường như cơm bữa ở Silver Việt Nam nha. Tại vì con này về Silver Việt Nam mọi người đã biết cách vận hành rồi, ở Silver C, Silver chung họ ít người chơi cái lối chơi dị. Silver chung thì mới đây có một ông top Silver mới lô con mực lên quýnh lại và rất hiệu quả. Còn ở Silver Việt Nam thì xin thưa với mấy anh em luôn, con King này về thiếu điều là tại vì may á nha, tôi nói may là con King này nó cách co 4 tháng á, cách co 4 tháng, cho nó mà cách co 2 tháng thì xin thưa luôn, người ta bỏ co để người ta chơi con King UR luôn nha. Đó, cho nên là vẫn phải lấy co.
Và con King này cái lối chơi của nó ma mị đó mọi người, với lối chơi của nó rất là ma mị và nó làm cho con game này nó hay hơn nha, chứ không phải là làm cho game nó lỗi giống như cái thời đế chế của con xương rồng với lại con Skin nha. Rồi ok, thì tới đây thôi là xong. Thì tổng kết là làm một cái video mình ấp ủ mình làm gần 1 năm trời nha, mình đã làm rất là nhiều rồi, để mà tới bây giờ mình quay ra được một cái video tổng hợp nội dung như thế này thì mình đã xóa gần hơn 100 video. Mình cứ làm xong mình xóa, mình cứ làm xong mình xóa, mình làm xong mình xóa, mình làm xong mình xóa. Tại vì khi mà mình làm mình sợ cái này cái kia, mình sợ người này nói, mình sợ người kia nói, mình sợ người này chửi, mình chửi chửi. Nhưng mà tới lúc mà mình suy nghĩ lại, ủa mình làm mục đích mình cuối cùng là mình làm cho vui mà. Cái việc mình hỗ trợ cộng đồng, mọi người ai chơi, ủa mình đâu có ép người ta chơi đâu, đúng không? Mình đâu có ép người ta chơi đâu. Và cái việc người ta chọn lựa như thế nào, đó là cách người chơi người ta lựa chọn, người ta muốn đi theo cái nền văn minh nào. Mình chỉ là người hỗ trợ họ cơ bản ra. Ừ, mình chỉ là một người đam mê với con game Wonderman trong ghét này, mình hết mình với đam mê, mình hết mình với con game này, không vì ai cả, đầu tiên vì bản thân mình trước nha. Tôi vì bản thân mình trước. Và cái thứ hai nữa là vì những anh em đi uống cà phê hàng ngày, vì những anh em nào sinh hoạt trong cộng đồng chơi liên minh với tôi, vì những anh em mà ngồi trên kênh chat coi tôi, mặc dù những lúc mà chỉ có 5 người, 10 người, cho tới lúc mà được hàng trăm người theo dõi nha, đọc hàng trăm cho nó sang, mà tính ra cũng có hàng trăm người coi lâu lâu hơn được chút xíu. Đấy thì tôi quyết định tôi làm ra cái video này. Mặc dù khi mà làm ra video này nó sẽ gần như là ảnh hưởng tôi thiệt, tôi khi mà tôi làm ra video này tôi nhìn ra mọi người sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Tại vì khi mà đưa ra đồ hình mọi người sẽ bị gò bó, mọi người sẽ bị cố định, là cái đồ hình này có chơi được hay không, đồ hình này có mạnh hay không, đồ hình này có chơi lâu dài hay là không, sẽ ảnh hưởng đối với mọi người rất nhiều. Nhưng mà đối với những người nào chỉ cần gọi là mình dùng cái từ gọi là khôn khéo một chút, và các bạn chịu khó đầu tư một chút vào thời gian của con game này, thì bạn sẽ vận hành cái meta này rất là tốt. Thay vì bạn đầu tư thời gian tiền bạc nhiều vào game thì bạn giảm một nửa, bạn có thể đầu tư bạn chơi thêm một con game khác, hoặc là bạn dùng tiền để mình đi làm thứ khác, nó rất là thoải mái hơn so với cái việc áp lực bây giờ phải suy nghĩ máy 1 tháng nạp 5 triệu nạp cho game làm gì, rồi làm thứ này làm thứ kia, nạp không đủ với thiếu này thiếu cái kia, rồi bị hụt tướng, con này nó có mạnh hay không, mình lấy về mình có bị out meta hay không, rồi mình đi về mình bb mình nạp nhiều hơn thằng này mà tại sao đi bk mình thua thằng này nha. Đó là những cái trăn trở khi mà mấy anh em đi xây dựng trong cái meta UR nó sẽ rất là nhiều. Rồi tới đây khi mà mình làm video này thì mọi người cũng biết rồi, thông tin sáng mình đăng lúc 9 giờ thì kênh của mình hiện tại mình nói đầu video đó mình đã ăn 2 gậy rồi. Thì mình không biết là chừng nào ăn gậy thứ ba, thì cái việc ăn gậy thứ ba thì chắc chắn sẽ bị xóa kênh nha, bị khóa kênh. Thì cho nên cái việc mà chắc mình sẽ lập một kênh mới thì mình vẫn làm bình thường thôi, nhưng mà sẽ hạn chế like lại và làm thứ 5 thứ 6 7 nhật một tuần, nói chung một tuần 3-4 buổi nữa thôi, và thay thời gian đó mình đi làm chính thức nha, đi làm công việc văn phòng chính thức để mình kiếm thêm thu nhập ở ngoài đó. Tại vì ngày xưa con Wonderman này mỗi tháng nó sẽ hỗ trợ mình làm YouTube á, mình công khai luôn thì một tháng khoảng cỡ là được một cái siêu tự kỷ nha, ngày xưa thì được chỉ có 400-500 nghìn thôi, còn bây giờ là với sự ủng hộ mấy anh em nè, donate nè, rồi YouTube về thì tiền YouTube like hàng tháng cũng cỡ được 500-600 nha, được 500-600. Rồi lâu lâu ví dụ như tháng nào mà bùng nổ thì cũng có 700-800 được donate thêm á, ở mấy gói hội viên hoặc là donate trên YouTube á, thì cũng có được 700-800 được cái siêu tự kỷ. Ngồi ra nữa được mấy anh em ủng hộ donate trong thời gian rất là nhiều thì mình rất là vui nha, mình rất là vui vì mình được một số, nói chung là một số mấy anh em hỗ trợ. Nhưng lúc ngày xưa thì mình dùng từ cộng đồng, nhưng bây giờ mình dùng cái từ một số mấy anh em thôi, cộng đồng không hỗ trợ nhiều, cộng đồng vô chửi là chính nha. Thì một số mấy anh em hỗ trợ, đặc biệt là mấy anh em kênh chat coi ủng hộ, những người anh nè, những người em nè, hỗ trợ về tinh thần nè, hỗ trợ về vật chất nè, hỗ trợ về tiền bạc, hỗ trợ về nội dung nè, góp ý mình trong quá trình mình xây dựng, mình làm video rất là nhiều. Mặc dù mình đồng hành con game này tới 3 năm rồi nha, tới 3 năm rồi thì sẽ có nhiều biến số xảy ra, cho nên là cũng có thật sự chia sẻ mọi người cũng có thật sự là hơi buồn. Không phải là hơi buồn đâu, rất buồn, nhưng mà thôi cái gì thì cũng phải mình làm lại thôi. Nói chung là không có gì dễ ăn của YouTube đâu mấy anh em. Mình vi phạm thì mình chịu chấp nhận cái việc đó thôi, rồi bây giờ mình làm lại thôi mấy anh em. Rồi tôi sẽ làm một cái kênh mới, rồi mong mấy anh em ủng hộ đăng ký, ví dụ như chơi game liên minh thì sẽ qua bên kia, còn cái kênh Ihan nếu như mà nó không bị khóa thì tôi chỉ tập trung tôi đăng về con game Wonderman hoặc là mấy con game nào nó an toàn về cái nội dung trên kênh ha. Rồi ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và chúc mọi người khi mà mọi người xem xong video này mọi người sẽ định hướng cho mình một cái đồ hình cụ thể, và mấy anh em nào gặp khó khăn
Nhưng mà khi tư vấn nha, thì tôi đã nói với mọi người rồi, thì anh em nào gặp khó khăn khi mà mọi người tư vấn, mọi người chụp cái đồ hình thì tôi không có tư vấn miễn phí nha. Tại vì khi mà làm video này tôi đã nói rồi, tôi tổng hợp tier list này rồi thì tôi không có tư vấn miễn phí. Và nếu như mọi người nào cần cái file mà file bản đập này thì tôi sẽ in ra cho mọi người, hoặc là tôi gửi bản file cho mọi người coi để mọi người lướt, mọi người xem, thay vì mọi người cứ lên YouTube ấn nó khó. Thì tôi sẽ để trên game ở trong Discord để cho mọi người vô mọi người coi, hoặc là tôi sẽ in ra file giấy, ai ở Sài Gòn thì muốn coi coi in như cái tệp bí kíp võ công vậy nha. Rồi mọi người tu luyện trong đó để mọi người làm bá chủ meta UR. Thì trong meta UR ai là người vận hành meta tốt hơn, chơi game khéo hơn, kể cả đầu tư ít hay đầu tư nhiều thì mọi người sẽ trở nên mạnh hơn và chơi game nó sẽ hứng thú hơn rất là nhiều trong meta. Rồi, ok. Chào mọi người.